tại thành phố Đà Lạt, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tổ chức hội thảo công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo tồn nguồn gen phục vụ kinh tế xã hội Lâm Đồng giai đoạn 2012-2024. Dự hội thảo có hơn 50 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các viện, trung tâm nghiên cứu của Trung ương đóng chân trên địa bàn Lâm Đồng, các trường đại học cao đẳng và các doanh nghiệp kinh doanh phát triển công nghệ sinh học. Lâm Đồng là tỉnh được đánh giá có nguồn đa dạng sinh học cao và đặc trưng, hệ gen phong phú. Tuy nhiên, đang chịu những thách thức lớn và đứng trước nguy cơ suy thoái của hệ sinh thái rừng, tác động của biến đổi khí hậu, sự suy giảm của đa dạng di truyền, công tác bảo tồn nguồn gen cây rừng và các loài hệ động thực vật bản địa trên địa bàn tỉnh đã và đang đứng trước những thách thức lớn. Chính vì vậy, đây là mối quan tâm rất lớn của các nhà khoa học. Đó cũng là những chủ đề các nhà khoa học tập trung thảo luận tại hội thảo lần này. Lâu lắm rồi người ta lãng quên đi cái câu chuyện là bảo quản các cái nguồn gen, là chúng ta cũng chưa có gia nhập vào những cái công ước của quốc tế, vấn đề về đăng ký, về bản quyền, về tên, về tất cả những cái thứ liên quan đến vùng chỉ dẫn địa lý v.v. Thì tất cả những cái điều đó nó làm cho mỗi câu chuyện khó nhất là hiện nay là cái sự tranh giành bản quyền không những ở Việt Nam và những cái nghiên cứu khác ở nước ngoài vẫn đang xảy ra. Cho nên cái vấn đề này là rất là kịp thời. Và chúng tôi cũng là cái người mà lâu nay là làm những cái việc là bảo quản và phát triển những cái nguồn gen quý ở địa phương, ví dụ như là atiso hay là dâu tây hay là các giống lan hay là sao các giống sâm vân vân. Thì tất cả những điều đó cho thấy rằng là lâu nay là làm công tác rất là tự phát. Cho nên là về mặt ý kiến cá nhân của tôi, đây một công việc rất là hệ trọng, rất là quan trọng. Về mặt nhà nước thì chúng ta phải có chính sách, phải có những cái cơ sở, những cái trung tâm mà chúng ta lưu trữ nó một cách khoa học. Và khoa học ở đây là nó tiến hành từ những vấn đề là liên quan đến cái câu chuyện là hội nhập quốc tế. Chứ mình không hội nhập quốc tế là mình không sẽ biết rằng là mình có những cái chuẩn gì để mình lưu trữ và bảo quản. Rồi sau đó xa hơn đó là vấn đề mình trao đổi nguồn gen quốc tế. Có nghĩa là mình biến những nguồn gen quý hiếm của mình, đặc hữu của mình á, là mình trao đổi về vấn đề liên quan đến chọn tạo những cái giống mới về động thực vật, rồi nấm, rồi các loại sinh vật khác. Và cái điều đó nó làm phong phú và nó liên quan đến góp phần là có thể chúng ta có những cái giống mà chúng ta phục vụ cho vấn đề thương mại hóa, phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương. Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã có 12 tham luận xoay quanh các chủ đề như công tác bảo vệ gen cây trồng quý hiếm và nấm dược liệu tại Lâm Đồng, nghiên cứu phát triển giống mới trong công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng, tiềm năng và thách thức, kết quả lưu giữ nguồn gen chè ở Tây Nguyên, công tác quản lý nhà nước về bảo tồn các loài động thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đây là những vấn đề đã và đang được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu quan tâm. Trong đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác bảo tồn phát triển nguồn gen sẽ trở thành công cụ hữu hiệu để phát triển ứng dụng các nguồn gen vào phát triển kinh tế xã hội hiệu quả. Đến cái hội thảo này thì tôi mong muốn là gì? Có những cái kết quả nghiên cứu từ cái giống, từ các cái nguồn gen, đặc biệt là cái nguồn gen quý hiếm của tỉnh Lâm Đồng. Vì có giống thì mới triển khai được các cái mô hình, và đặc biệt nữa là có giống thì mới đưa vào những cái chương trình để mà trồng với cái diện tích lớn, để mà tạo ra các cái vùng nguyên liệu cho cái khâu sản xuất, và từ đó những phát triển về hàng hóa. Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có một số trung tâm như Trung tâm Giống và Vật tư Nông nghiệp Lâm Đồng, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng và các viện như Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang bảo tồn và lưu giữ 781 nguồn gen rau, hoa, cây ăn quả, 74 nguồn gen nấm dược liệu, 81 nguồn gen giống dâu, 47 nguồn gen giống tầm, 74 nguồn gen chè, 100 nguồn gen cây rừng các loại. Đây được xem là một trong những di sản rất quý của Lâm Đồng và Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công tác bảo tồn phát triển cần được quan tâm đúng mức. Mục đích chính của hội thảo là hội tụ được các nhà khoa học, các nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp để hội tụ với nhau để trao đổi những thông tin về cái tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh. Những cái tài nguyên này hiện nay đang rất là nhiều, quý giá trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên thì cái việc khai thác, phát triển, sử dụng nó còn rất là hạn chế. Thì thông qua cái hội thảo này thì chúng ta sẽ trao đổi cái cách thức, giải pháp để từ đó có thể sử dụng một cách tốt nhất
cái tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh. Có thể thấy, nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen hệ động thực vật tại tỉnh Lâm Đồng tương đối phong phú, diễn ra tại nhiều địa điểm vùng sinh thái, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nên trong thời gian tới, cần có sự phối hợp của các đơn vị nghiên cứu, các khu bảo tồn, vườn quốc gia và người dân bản địa. Cần chú trọng hơn việc xây dựng các khu bảo tồn chuyển chỗ kết hợp với khảo nghiệm xuất xứ và hậu thế, đặc biệt là những loài cây nguy cấp và có giá trị kinh tế cao. Cần đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác bảo tồn, bảo quản, lưu giữ các nguồn gen một cách đồng bộ, tránh thất thoát, giảm chất lượng các nguồn gen sau khi thu thập. Đẩy mạnh sự tham gia của người dân trong cải thiện nguồn gen các loài cây ưu tiên, bảo tồn đa dạng loài và đảm bảo hệ thống cung cấp các nguồn gen cây thuần hóa, cây con, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.